hũ bạc của người cha ngày xưa có một nông dân người trăm rất siêng năng về già ông để giành được một hũ bạc tuy vậy ông rất buồn vì cậu con trai lười biếng một hôm ông bảo con cha muốn trước khi nhắm mắt thấy con kiếm nổi bát cơm con hãy đi làm và mang tiền về đây bà mẹ sợ con vất vả liền rúi cho một ít tiền anh này cầm tiền đi chơi mấy hôm khi chỉ còn vài đồng mới trở về đưa cho cha người cha vứt ngay nắm tiền xuống ao thấy con vẫn thản nhiên ông nghiêm giọng đây không phải tiền con làm ra người con lại ra đi bà mẹ chỉ dám cho ít tiền ăn đường ăn hết tiền anh ta đành tìm vào một làng xin say thóc thuê say một thúng thóc được trả công hai bát gạo anh chỉ dám ăn một bát Suốt 3 tháng, dành dụng được 90 bát gạo, anh bán lấy tiền. Hôm đó, ông lão đang ngồi sưởi lửa thì con đem tiền về. Ông liền ném luôn mấy đồng vào bếp lửa. Người con vội thọc tay vào lửa lấy ra. Ông lão cười chảy nước mắt. Bây giờ cha tin tiền đó chính tay con làm ra. Có làm lụng vất vả, người ta mới biết quý đồng tiền. Ông đảo hũ bạc lên, đưa cho con và bảo nếu con lười biếng rủ trà cho một trăm hũ bạc cũng không đủ hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con